Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ án dân sự Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện vì tranh chấp hợp đồng vay với bà Đặng Thùy Trang, sáng ngày 31 tháng 5, tòa nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa sơ thẩm. Tại phiên tòa này, hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận yêu cầu của phía nguyên đơn và tuyên Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Trước đó vào ngày 8 tháng 5, Hội đồng xét xử quyết định tạm ngưng phiên tòa và yêu cầu các bên đương sự có văn bản về việc không đồng ý nhập vụ án để tòa xem xét. Trước nữa, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp đã ra quyết định nhập hai vụ án giữa bà Đặng Thùy Trang, nguyên đơn, trong vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bị đơn là Hoa hậu Thùy Tiên, với vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà Hoa hậu Thùy Tiên làm nguyên đơn, bị đơn là bà Thùy Trang. Tại phiên tòa hôm nay, Hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục vắng mặt, có mặt người đại diện theo ủy quyền, trong khi bà Trang có mặt. Chủ tòa phiên tòa thẩm phán Lê Minh Loan cho biết, đoàn nhân dân quận gò vấp chưa có quyết định tách vụ án, do đó vụ bà Thùy Tiên và bà Thùy Trang kiện qua kiện lại sẽ được giải quyết trong phiên tòa này. Để vụ án được giải quyết nhanh hơn, phía bà Thùy Tiên xin rút yêu cầu khởi kiện. Hội đồng xét xử nhận định căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa có cơ sở để xác định lời khai của bà Trang là không thống nhất. Theo tòa, bà Trang cũng không có quyền thay ông trọng để đòi số tiền được cho là do bà Thủy Tiên vay. Do đó, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Thủy Trang về việc đòi bà Thủy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. Tòa cũng bác yêu cầu đòi bồi thường danh dự nhân phẩm số tiền 14,9 triệu đồng của đặng Thủy Trang. Ngoài ra, tòa cũng định chỉ yêu cầu của bà Trang yêu cầu bà Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng. Chiều 8 tháng 5 theo lịch tòa án nhân dân quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự liên quan đến hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Trước đó, tòa án nhân dân quận Gò Vấp đã ra quyết định nhập hai vụ án giữa bà Đặng thùy Trang nguyên đơn trong vụ tranh chấp hợp đồng vai tài sản, bị đơn là hoa hậu Thủy Tiên với vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà hoa hậu Thủy Tiên làm nguyên đơn, bị đơn là bà thùy Trang. Tuy nhiên, cả bà Trang và hoa hậu Thủy Tiên đều vắng mặt tại phiên xử chiều 8 tháng 5 và có văn bản ủy quyền cho các luật sư tham gia tố tụng. Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp trước đó đã ra quyết định nhập hai vụ án giữa bà Đặng Thùy Trang Nguyên Đơn, kiện Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đơn, đòi tài sản với vụ án Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Nguyên Đơn, kiện bà Đặng Thùy Trang bị đơn trong vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Theo đơn khởi kiện, bà Trang cho biết vào tháng 6 2017, do cần tiền để tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2017, nên Hoa hậu Thùy Tiên khi đó đã chủ động đề nghị bà Trang cho vay số tiền 1,5 tỷ đồng với mục tiêu có giải trong top bà. Đến ngày 12 tháng 7, 2017, bà Trang đồng ý cho Thùy Tiên vay số tiền trên. Cùng thời điểm, chồng bà Trang có bán xe ô tô của mình, bên mua xe trả tiền mặt, nên bà Trang lấy tiền đó đưa trực tiếp cho Thùy Tiên. Ngày đưa tiền cho bà Tiên, 12 tháng 7 2017, chồng bà Trang có nhờ bạn là ông Nguyễn Quang Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền. Còn bà Trang là người làm chứng, bà Tiên cũng đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền. Theo biên bản xác nhận nợ, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ. Mỗi tháng bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ ngày 21 tháng 7 2018, bà Tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà Trang. Bà Trang đề nghị tòa án nhân dân quận Gò Vấp xem xét quyết định buộc bà Tiên phải trả cho mình tổng số tiền là hơn 2,4 tỷ đồng, đồng thời buộc bà Tiên phải xin lỗi cải chính công khai trên ba trang báo do bà Trang lựa chọn. Vào tháng 9 năm 2022, Hoa hậu Thùy Tiên cũng đã khởi kiện bà Trang ra tòa án nhân dân quận Gò Vấp về việc bà Trang có những bài viết đăng tải trên mạng xã hội xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với mình, đồng thời yêu cầu buộc bà Trang bồi thường khoản tiền 387 triệu đồng, thiệt hại về vật chất và tinh thần. Chiều ngày 3 tháng 11 năm 2022, một lãnh đạo tòa án nhân dân quận Gò Vấp xác nhận cơ quan này đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là qua hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Theo đơn khởi kiện, bà Trang cho biết vào tháng 6 2017, do cần tiền để tham gia cuộc thi qua khôi năm bộ 2017, nên qua hậu Thùy Tiên khi đó đã chủ động đề nghị bà Trang cho vay số tiền 1,5 tỷ đồng với mục tiêu có giải trong top 3. Đến ngày 12 tháng 7 2017, bà Trang đồng ý cho bà Tiên vay số tiền trên. Cùng thời điểm, chồng bà Trang có bán xe ô tô của mình, bên mua xe trả tiền mặt, nên bà Trang lấy tiền đó đưa trực tiếp cho bà Tiên. Ngày đưa tiền cho bà Tiên, chồng bà Trang có nhờ bạn là ông Nguyễn Quang Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền. Còn bà Trang là người làm chứng, bà Tiên cũng đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền. Theo bà Trang, bà Tiên sau đó đã lợi dụng sơ hở của bà và tự ý giật giấy xác nhận nợ và xé nhằm mục đích quỹ chứng cứ vài nợ, hành vi xé giấy xác nhận nợ đã được phía bà Tiên cho người quay phim và video ghi lại cảnh bà Tiên xé biên bản xác nhận nợ đã được đăng lên mạng xã hội. Theo bà Trang, ngoài việc đưa ra các thông tin không chính xác về việc vay nợ trên mặt báo để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, bà Tiên còn đưa ra những thông tin mang tính chất bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà được đăng tải trên các tờ báo trang tin điện tử. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã triệu tập bà Trang để làm rõ tin báo tố giác của bà Tiên và xác định không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự. Bà Trang đề nghị tòa án nhân dân quận Gò Vấp xem xét quyết định buộc bà Tiên phải trả cho bà số tiền nợ 1,5 tỷ đồng, bồi thường thiệt hại về tinh thần do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm số tiền là 14,9 triệu đồng và các khoản khác là 932 triệu đồng. Đồng thời, buộc bà Tiên phải xin lỗi cả chính công khai trên ba trang báo do bà trang lựa chọn